Xin chào quý vị các bạn, nối tiếp series giới thiệu các linh kiện các dịch vụ đang có bán tại didongcaocap.vn. Nay didongcaocap.vn giới thiệu bạn dịch vụ mới, một linh kiện mới liên quan HTC One M9 đang có bán tại didongcaocap.vn. Đó là dịch vụ phần khay SIM, khay thẻ nhớ của HTC One M9 đang có bán tại didongcaocap.vn. Rất là nhiều khách hàng đến didongcaocap.vn hỏi về cái khay SIM của HTC One M9. Không hiểu vì lý do gì đó làm mất, làm rơi, không tìm thấy mà cần mua mới. Thì hiện tại didongcaocap.vn đang có sẵn tất cả những cái khay SIM, khay thẻ nhớ của HTC One M9 phục vụ cái khách hàng. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ về linh kiện khay SIM, khay thẻ nhớ của HTC One M9. Quý hàng vui lòng truy cập website www.didongcaocap.vn hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 75099 để tư vấn hướng dẫn cụ thể. Một lần nữa, didongcaocap.vn xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ tại didongcaocap.vn chúng tôi.